Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em Cùng bàn võ Lê Tấn Vinh Mình sẽ vẽ hình vô cực này Có những chi tiết khác anh em có thể tự làm Những chi tiết khác thì mình chỉ có ghép hình vào thôi Rồi Thì mình sẽ xem ở bên trái nó nhỏ hơn bên phải Anh em làm cho mình như sau Như bàn vẽ cho mình một hình tròn Sau đó bạn chọn Edit, Copy để copy, Edit, Paste in front để mình dán ngay trên nó và bạn kéo ra. Rồi, bạn tiếp tục chọn cho mình Copy, Paste in front, bạn giữ Shift, bạn kéo lên trên này. Rồi, tiếp tục hình này cũng tương tự. Rồi, bàn copy và dự án internet đưa qua đây. Kéo to ra. Giờ mình sẽ nối, mình làm đường này này. Mình sẽ chọn công cụ lá chắc quân tôn và mình đưa vào đây kéo qua đây tiếp tục mình chọn ở đây kéo xuống dưới này mình có thể lật lại hoặc là mình kéo thủ công rồi mình sẽ uốn tròn như thế này bạn chọn phím shift c kích vào đây bạn kéo ra bây giờ mình đang làm cái đường ở trên này thì mình uốn sao cảm thấy phù hợp là được đó giữa này cũng vậy rồi đường này thì nó nhỏ hơn mình sẽ kéo dài hơn rồi bàn chọn tất cả bạn chọn phím Shift M và bạn kéo kéo theo hình dạng như mình mong muốn rồi đường này thì ở dưới này rồi phần dưới này mình bỏ đi thì mình có hình dạng này rồi bạn có thể cho nó dẹp xuống như thế này đúng không đó chỗ này mình có thể nối với nhau bây giờ mình sẽ tô màu chuẩn sắc chúc anh em thành công anh em nếu thấy hay thì nhớ like share comment và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông xin cảm ơn anh em